Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng 2, khế ước đàn ukulele tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 42, quyển 6, chương 1, đối thoại cùng chị Mai. Tình yêu là thứ tình đáng tin tưởng, chỉ là đừng đánh mất vốn liếng của chính mình. Tôi đã mang tất cả vốn liếng ra để yêu một người, cuối cùng mới phát hiện, chỉ trái tim này có người ấy thôi là chưa đủ. Người mà ngay cả trái tim cũng đánh mất thì không đáng có được tình yêu. Ngải niệm. Việc mời mọc ngồi xào giữa Mỹ Á và Đức Mã nảy sinh bất đồng, thậm chí bắt đầu giằng co. Chàng Lãn Tuần sau khi xem qua một số hoạt động tuyên truyền mà Lăng Thi, Lăng Phi tham gia thì cho rằng hình tượng của cô ấy không phù hợp với Mỹ Á. Nhưng Mỹ Á lại cho rằng Lăng Phi hội tụ đầy đủ sự hấp dẫn của phụ nữ Á Đông là lựa chọn thích hợp nhất. Vì thế chàng Lãn Thuần vắt óc suy nghĩ, cao danh lần lượt bị người đại diện của Lăng Phi từ chối, rõ ràng thái độ khá cứng rắn. Bước vào tháng 3, không gian bắt đầu có chút hương vị ngọt ngào, hai mùa đẹp nhất ở Bắc Kinh là xuân và thu. Cứ như vậy, mùa xuân đã tới, không khí xả lạnh pha lẫn chút ấm áp, cửa hàng trên đường bắt đầu tân trang lại cho quy mô lớn vào mùa xuân. Mùa xuân thật ngắn, nhưng lại đẹp đến rung động lòng người. Chàng Lãn Thuần lại không thèm quan tâm đến sự thay đổi của bốn mùa, cường độ công việc ở công ty quảng cáo sẽ kéo dài liên tục từ đầu năm đến cuối năm. Mỗi ngày, tinh thần đều bị bùa vây trong sự tập trung và khẩn trương cao độ. Đây chính là cuộc sống của người trong ngành quảng cáo. Trong tiệm cà phê Starbucks, sau giờ trưa, người uống cà phê không ít, tất cả đều là công nhân viên chức ở mấy công ty xung quanh trốn việc hoặc bàn bạc công việc. Ăn mấy miếng lót dạ, căng thẳng giảm đi không ít. Lúc chị Mai ngồi xuống trước mặt cô, trước mắt liền sáng ngời. Thần sắc tốt hơn nhiều. Chàng Lãn Thuần nhìn chị mỉm cười. Chị Mai đánh giá cô một hồi. Đây chính là sự khác biệt của làm chủ và làm công. Cho dù vị trí làm cho Trình thiếu tiền kia cũng được xem là người làm công cao cấp. Nói xong, nhấp ngụm cà phê. Mới mấy ngày không gặp, sao em lại ốm thế này rồi? Trình thiếu tiền bóc lột em à? Hay là chồng em? Chị Mai, trước kia chị đâu thích nói đùa. Chàng Lãn Thuần ra vẻ không vui nhíu mày. Chị Mai lại cười sảng lặng. Lần sau hẹn chị thì tìm một tiệm cà phê đẳng cấp hơn chút nhé. Đường đường là một tổng giám đốc đi bàn chuyện với một nữ giám đốc của công ty khác, ít ra cũng phải đến làm sờn chứ. Đợi chừng nào em làm chủ rồi sẽ mời chị đến làm sờn uống. Chàng Lãn Thuần giễu cợt. Trông em cũng có tương lai lắm. Chị Mai cố làm ra vẻ thất vọng, hai người lại nhìn nhau cười. Rồi sau đó, chàng Lãn Thuần kể hết tình cảnh trước mắt với chị Mai. Chị Mai là thầy giỏi của cô, lại đầy kinh nghiệm trong ngành quảng cáo. Nói vậy, chắc gặp phải chuyện thế này cũng không đếm hết. Chị Mai nghiêm túc lắng nghe rồi sau đó gật đầu, ra vẻ đăm chiêu nói. Đầu tiên, em phải tiếp xúc được với Lăng Phi này. Nói thật là càng nghệ sĩ hot thì yêu cầu cô ta lúc nào cũng giữ đạo đức nghề nghiệp là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tiếp theo, em phải thỏa mãn nhu cầu của khách hàng nữa. Đây là nguyên tắc của ngành quảng cáo. Chị Mai, chị cũng biết hình tượng thương hiệu của Mỹ Á mà. Sao ngay cả chị cũng cho rằng Lăng Phi thích hợp? Chàng Lãn Thuần thở dài hỏi lại. Không hợp nhưng khách hàng thích. Chị Mai ôm ly cà phê nhìn cô cười. Còn nhớ câu chuyện kỳ huấn luyện người mới chị đã kể cho các em nghe không? Chàng Lãn Thuần cụp mắt bất đắc dĩ cười lắc đầu. Đương nhiên, câu chuyện này rất thích hợp với công ty quảng cáo mà. Có một ông chủ giàu có muốn tuyển thư ký, người đến ứng tuyển đồng thời có 3 người. Ông chủ phát cho mỗi người ứng tuyển 100 tệ. Xem các cô ấy có ai có thể dùng số tiền ít nhất làm đầy cả căn phòng. Người đầu tiên dùng mua hoa, đáng tiếc chỉ lấy làm đầy được 1/3 căn phòng. Người thứ hai dùng tiền mua bong bóng, đáng tiếc cũng chỉ làm đầy được 2/3 căn phòng. Còn người thứ ba chỉ dùng một số tiền ít ỏi mua vài cây nến, trong phòng liền được thắp sáng lên. Kết quả người cuối cùng ông chủ tuyển dụng là cô gái có bộ ngực lớn hơn những cô kia. Chị Mai cười khẽ khuấy cà phê. Đúng vậy, câu chuyện này chính là nói về ngành quảng cáo, nắm bắt được nhu cầu của khách hàng mới là điều quan trọng nhất. Thật sự, khi nghe em xong, nghe xong câu chuyện này cho đến tận bây giờ, em vẫn thường suy nghĩ, vì cái gì lại không tuyển người có lợi cho mình?
ngược lại đi tìm người chỉ để thỏa mãn dục vọng bản thân. Chàng noãn thần lắc đầu. Vậy làm sao em biết người thỏa mãn dục vọng kia không phải là người có lợi cho mình? Hoặc là nói, ở đây bên cạnh ông chủ hoàn toàn không thiếu người có năng lực, cái thiếu chính là người có thể cho ông ta thời gian tiêu khiển. Chàng noãn thần trầm tư. Chị biết sự kiên trì của em, noãn thần. Chị Mai nhìn cô. Hơn nữa, với năng lực của em bây giờ muốn gặp lạng gỡ lăng phì nói chuyện tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Mấu chốt chính là em không vượt qua được tâm lý của mình. Thực tế thì lòng trách nhiệm của em đang quấy phá, nhưng không phải tất cả mọi người đều có thể lý giải được lòng trách nhiệm của em. Nói một câu khó nghe, nếu công ty Đức Mã là của em, sự kiên trì của em chính là cá tính. Nhưng hiện tại em là người làm công, thành tích làm giả sẽ do cấp trên trực tiếp của em nhìn nhận. Sự kiên trì của em ngược lại sẽ ảnh hưởng đến thành tích của em. Chàng nói thần im lặng không nói. Không phải khách hàng nào cũng biết thưởng thức lòng kiên trì này đâu. Thực tế thì đại đa số khách hàng cũng sẽ không cho em cơ hội để kiên trì. Còn nữa, Lăng Phi đúng là quá còn trẻ, nhưng người ta đang hot mà. Nghệ sĩ hot thì rất giá trị. Có lẽ Mỹ Á nhìn trúng điểm này. Chàng nõn thần có chút đăm chiều gật đầu. Thấy thế chị Mai cũng biết là cổ đã hiểu. Cô luôn tán thưởng lòng kiên trì cùng trí tuệ của chàng nõn thần trong công việc. Thực tế thì đây lại là tiềm chất của sự thành công. Thế nào, nói nhiều như vậy có nghĩ tới chuyện nhảy qua công ty khác làm không? Chị cuối cùng cảm thấy hai chúng ta mới là một cặp ăn ý. Trình Thiếu Tiền dù sao vẫn là đàn ông, mà quan trọng là vẫn là người đàn ông luôn có ý với em. Chị Mai nói trúng trọng tâm. Đối với người đã kết hôn như em mà nói thì rất là nguy hiểm. Dòng suy nghĩ của chàng nan thần còn chưa hoàn toàn thoát ra. Nghe vậy, lúc đầu là ngơ ngác một lúc, hồi lâu sau mới có phản ứng bất đắc dĩ nhìn chị Mai. Vì cướp người, chị không tiếc bôi đèn cả Trình Thiếu Tiền. Trình Thiếu Tiền có ý với em, đừng nói là em không biết. Em cảm thấy anh ấy như một người bạn trong công việc. Nói đến đây, chàng nan thần lại yếu ớt lắc đầu. Bạn hay không phải bạn, em nói thì tính là gì? Lòng người khó dò, còn không biết tiếp theo sẽ thế nào, thuận theo tự nhiên đi. Cô lại nhớ tới Giảng Mạc Viễn, người ấy cũng từng thề thốt sẽ bảo vệ cô như một người bạn. Chị Mai dường như nghe ra điều gì đó, cười. Nào, vậy chúng ta nói đến chuyện nhảy công ty đi. Tiện thể nâng luôn cả Tiêu Duy và Mỹ Á qua nhé. Chàng nhãn thần vô cùng thông minh, cười khẽ hỏi lại. Đây chính là nguyên nhân chị thích nói chuyện với người thông minh. Tiêu Duy chị nghĩ chắc không có vấn đề quá lớn. Cho dù không thể nắm toàn bộ thương hiệu đang hoạt động, nắm một trong số các hoạt động hợp tác đó cũng được rồi. Hợp tác với Mỹ Á là do em tiếp nhận, muốn chuyển qua cũng không phải là chuyện không có khả năng. Chị Mai nhìn cô. Vậy thì Trình Thiếu Tiền sẽ oán ức lắm. Nhưng em sẽ cánh cửa thành công ngày càng gần. Phải biết rằng một mình em gánh hai hạng mục này, vậy số tiền em thu được không thể không hơn số tiền hiện tại em có được. Chàng nhãn thuần nghịch cái muỗng trong tay nhìn chị Mai. Nếu thật sự em làm vậy, chị vẫn dám nhận em sao? Chị Mai hứng thú nhìn cô, đối diện với đôi mắt thấu đáo kia của cô, nhịn không được mỉm cười thừa nhận. Noãn noãn, quả nhiên chị không nhìn nhầm em. Chị có thể nói học hỏi người nào đó mà thôi. Chàng noãn thần cũng bật cười. Chị Mai vui mừng nói. Noãn noãn, em phải tin chị, em nhất định sẽ làm rất tốt. Thật đó, trên đời này có nhiều cám dỗ lắm, trong đó cửa ải lợi ích là quá khó quả nhất. Nhiều người có thể vì lợi ích mà bán đứng những gì mình sở hữu, nhưng em thì không. Đây chính là phẩm chất hiếm có, thương trường như chiến trường lại như trận chém giết. Mặc dù không đào, nhưng kiếm và máu chảy thành sông, nhưng mức độ rồng tố không thua gì đổ máu. Có thể giữ vững được lòng tin này, có nguyên tắc để theo đuổi, lúc này mới có thể đạt được thành công trên thương trường chém giết này. Cảm ơn chị Mai, em sẽ ghi nhớ. Chàng nhãn thần gật đầu chân thành nói. Chị Mai cười nhẹ.
Không cần cảm ơn, chị chỉ hy vọng phụ nữ chúng ta có thể thoải mái một chút trong trận chém giết này thôi. Ánh mắt chàng nam thần nhìn chị Mai thêm phần kính nể. Lúc tạm biệt, cô lại nhìn thấy người đàn ông đó, Nam Bách Khôn. Ngoài tiệm Starbucks, xe của Nam Bách Khôn trực tiếp chặn đầu xe của chị Mai, hai người đang giằng co. Vẻ mặt chị Mai hờ hững, còn Nam Bách Khôn lại nôn nóng. Chàng nam thần nhìn ra được, Nam Bách Khôn vẫn còn yêu chị Mai nhiều lắm. Nhưng mà, phản bội chính là phản bội, có một số chuyện cho dù muốn tha thứ cũng cần phải có thời gian. Uống xong tách cà phê, lại quay đầu nhìn xem, chị Mai đã lái xe đi khỏi, còn Nam Bách Khôn vẫn đứng ở đó, bóng dáng cao lớn có vẻ cô đơn. Thở dài một hơi, có lẽ không phải ngẫu nhiên mà phụ nữ lại trở thành nước cường nhân, không có phụ nữ nào muốn như vậy. Chính như chị Mai, sự mạnh mẽ của chị làm sao không phải đã bị xã hội này, thậm chí là nói bị đàn ông ép thành như thế. Trở về công ty đã gần đến giờ tan ca, trên đường chàng nam thần đã gọi điện thoại cho quản lý truyền thông, muốn hỏi số điện thoại của một tổng biên tập. Nói như vậy, nếu thực sự bạn muốn tìm một người, thông qua 4-5 người là có thể tìm được. Đây chính là quan hệ nhân tế. Đương nhiên, đối mặt với một người xa lạ không hề có quà lại với mình, khi tìm kiếm nhất định phát triển theo hướng ngang. Chính như cô muốn trực tiếp nói chuyện với Lăng Phi, như vậy có thông qua người đại diện nữa thì chắc chắn vẫn không được. Vì thế, cô tìm quản lý truyền thông hỗ trợ. Cô ấy có chấp nối giao tình với rất nhiều tổng biên tập. Thông qua tổng biên tập đó là tìm ra bạn tốt nhất của Lăng Phi trong giới nghệ sĩ. Kể từ đó, lần theo tuyến quan hệ này, ít nhất có thể mặt đối mặt nói chuyện với Lăng Phi. Làm xong chuyện này, nhân viên công ty bắt đầu lục tục tan ca. Người ở lại, cơ bản đều là người cần tăng ca. Chàng nam thần vừa mới bước vào khu làm việc của bộ phận mới, một trong hai cô gái còn đang thử việc đi tới, trực tiếp hỏi. Giám đốc chàng, em và Từ Hiểu Kỳ cùng nộp bản thảo, tại sao có bạn ấy có thể sử dụng con em thi không? Em không cảm thấy bản thảo của bạn ấy tốt hơn em ở chỗ nào. Chương 2, ông xã đến. Người thuộc bộ phận 1 vốn đang khẩn trương bận rộn tăng ca làm thêm giờ, đột nhiên nhảy ra một người tràn đầy cảm phấn như thế chắc lại làm chàng nán thần hết hồn. Nhìn lại, cô gái này có vẻ tức giận, như thể bất mãn với toàn xã hội. Biểu hiện hấp tấp bực bội điển hình của sinh viên mới ra trường. Nếu bản thảo của Từ Hiểu Kỳ có thể dùng được, tốt nhất cô nên nhẫn nại xem hết bản thảo của cô ấy rồi hãy phát biểu ý kiến. Chàng nán thần nhìn cô ánh mắt khắt khe. Còn nữa, quản lý Hạ bảo các cô viết bản thảo PR sản phẩm, ngay cả khái niệm cô cũng nhầm lẫn, thì làm sao có thể viết ra bản thảo thích hợp được? Em không viết ra được một bản thảo không có nội dung kỹ thuật như Từ Hiểu Kỳ. Nhân viên mới lại vô cùng không phục, mất kiên nhẫn trả về một câu. Chàng nõn thần dừng bước, quay đầu chau mày nhìn cô. Vậy cô cho rằng, bản thảo thế nào mới là gọi là có nội dung kỹ thuật? Em cảm thấy, cho dù làm PR hay quảng cáo thì vẫn là làm truyền thông, hẳn là đều có tự do ngôn luận chứ. Cô nhíu mày, trông rất tức giận bất bình. Hạ Lữ nghe tiếng cũng nhanh chóng đi tới, sau đó thấy vậy vẻ mặt cũng bất đắc dĩ. Lâm Diệu, cô ở chỗ này ầm ĩ gì chứ? Lâm Diệu không quan tâm đến Hạ Lữ, thở hổn hển nhìn thẳng vào chàng nõn thần. Chàng nõn thần không giận còn cười, nói năng ngắn gọn nhưng rõ ràng. Đầu tiên, tôi có lời khen cô đã có can đảm trực tiếp chất vấn tôi. Nhưng trước hết, hãy thu lại vẻ bất bình của lớp thanh niên ngũ tứ này của cô đã. Tiếp theo, để tôi nói với cô, có lẽ cô đi học, giảng viên ở trường dạy cô về tự do ngôn luận. Nhưng chỗ này là công ty chứ không phải là trường học. Lần sau, khi cô muốn nói gì, làm gì, tốt nhất hãy suy nghĩ cho cẩn thận. Cuối cùng, cô phải rõ ràng ngành nghề và khách hàng cô phải phục vụ. Một bài PR sản phẩm cô muốn tự do ngôn luận thế nào? Quảng cáo sản phẩm nói trắng là thế, là chính, là để cho người tiêu dùng có thể hiểu rõ sản phẩm này là cái gì, công dụng là gì, mang đến lợi ích cho những người sử dụng. Cô muốn tự do ngôn luận, vậy tôi hỏi cô có biết thiêu hoa trên gấm là gì không? Đừng nói là ngành quảng cáo, cho dù hôm nay cô làm trong ngành truyền thông cũng không được tự do ngôn luận, tự do vĩnh viễn chỉ là khái niệm tương đối. Nhưng cuối cùng tôi nói thêm cho cô một chân lý. Cái gì gọi là bản thảo PR có chất lượng là khách hàng tán thành, người tiêu dùng tán thành, đấy là chất lượng.
Giọng chàng nam thần lạnh lùng cắt ngang lời cô. Lâm Diệu ngẩn người, miệng há to sau đó miếm môi. Em không tiếp thu được cách nói này. Cái này là cũng không giống với cái mà em được biết. Em không tiếp thu được chuyện bản thảo em cực khổ viết ra bị co rẻ không đáng mua xu. Em không muốn làm ở đây nữa. Hạ Lữ nhíu mày. Chàng nam thần không nói nhiều, trực tiếp nhìn sang Hạ Lữ. Ngày mai thông báo phòng nhân sự làm thủ tục thôi việc cho cô ta. Còn có, thông báo những người tăng ca vào họp thảo luận về hoạt động vào ngày 25. Sau khi ra quyết định nhanh gọn, cô xoay người rời đi. Lâm Diệu đứng tại chỗ, không ngờ như thế đã trực tiếp bị khai trừ, trừng lớn hai mắt, giận tức giận đến môi phát run. Hạ Lữ nhíu mày nhìn cô thấm thía nói. Cô em à, muốn lăn lộn trong xã hội này thì trước hết hãy thu lại hành vi thích ảo tưởng cùng mơ mộng đi. Hiện tại không phải cô đang ở trường, đồng nghiệp và cấp trên của cô cũng không bao dung và dung túng cô như bạn học và giáo viên của cô. Giống như lời giám đốc chàng đã nói với Từ Hiểu Kỳ trước đó, muốn làm chuyện gì trước tiên quản lý tốt cái miệng của mình đã. Lâm Diệu ra vẻ coi khinh, quay đầu bỏ đi. Hạ Lữ bất đắc dĩ lắc đầu. Cuộc họp kéo dài đến 9 giờ mới giải tán. Hôm nay mọi người vất vả rồi, nhưng phải nhớ trước khi phải dọn dẹp mấy gói quà vặt của mình. Chàng nam thần vừa dọn tài liệu vừa cười nói. Mọi người cười hà hà. Phúc lợi của Đức Má với nhân viên tăng ca không thiếu quà vặt thông thường. Bữa tối tăng ca cũng bao gồm trong đó. Lúc họp thì mấy túi quà vặt ngàn ngồn, càng miễn bàn đến họp tới tối. Điểm ấy khiến nhân viên cảm thấy thoải mái, trừ phi dưới tình huống có khách hàng ở đó. Tề tại cuộc họp bình thường của công ty tuy rằng rất nghiêm túc, nhưng bầu không khí lại khá dễ chịu. Đây là nguyên nhân chàng nan thần lúc họp ở Tiêu Duy luôn thấy áp lực và gò bó, nhưng mà hiện giờ cũng đã thích ứng. Cô là người cuối cùng ra khỏi phòng họp, vừa mới tắt đèn, Cao Doanh đã hồn hển chạy tới thẳng kép trước mặt cô, một tay án ngực, một tay chỉ ra bên ngoài. Làm gì như gặp mà vậy? Chàng nhãn thần cảm thấy lạ, Cao Doanh hồi lâu mới bình tĩnh được nuốt nước miếng. Nhãn thần, ông xã cậu đến. Hả? Đặt tay lên núm của chàng nhãn thần hơi khựng lại. Có phải tôi đón cậu tan ca không? Ôi trời ơi, hạnh phúc chết mất. Vẻ mặt Cao Doanh hầm mộ. Chàng nhãn thần trong lòng thấy lạ. Những người khác đâu? Ở đại sảnh đó, mấy nhân viên của bộ phận khác cũng bù đến, cậu còn không mau ra đó xem thử, tất cả đều là mấy bà hám trai. Chàng nhãn thần cảm thấy choáng váng. Đại sảnh công ty, bộ sofa đen tỏ như vậy, một đám con gái bày xung quanh, không biết đang làm cái gì, vừa nói vừa cười. Lúc chàng nhãn thần bước đến xem mới hiểu ra. Giảng Mặc Biến lại chuẩn bị rất nhiều món điểm tâm, đang phân phát cho mọi người, đang người hớn hở gọi giảng tổng, chính giữa là nhân viên của bộ phận cô. Vất vả lắm mới chèn được vào, trong tay liền nhận được một túi điểm tâm, chưa kịp nhìn rõ, tiếng nói trầm ấm của Giảng Mặc Biến đã vang lên. Á, nhầm rồi, đây là bà xã tôi mà. Nói xong kéo cô lại, thứ trong tay trực tiếp chuyển đến Cao Doanh ở phía sau. Mấy món này là tặng đồng nghiệp của em, còn em thì để về nhà đã. Cô ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn Giảng Mặc Biến. Đây là lần đầu tiên anh lấy thân phận là chồng để đến công ty cô. Rất nhiều đồng nghiệp cũng là lần đầu nhìn anh ở cự ly gần như vậy. Trong đám đông, đương nhiên không thể thiếu tiếng xuýt xả khen ngợi của mấy cô mê trai. Cô kéo anh sang một bên, ngoài cười nhưng trong không cười, khẽ hỏi. Anh tới đây làm gì? Giảng Mặc Biến cúi đầu cười, kéo cô vào lòng, môi anh đặt nhẹ bên tai cô, thành công đưa tới tiếng kinh ngạc hò hét của các đồng nghiệp nữ khác. Không đích thân đến đón em, lỡ như em không về nhà thì sao? Từ trong mắt các đồng nghiệp nữ, chàng nam thần không khó nhìn ra vẻ kích động khác thường, đè giọng hỏi. Vậy anh có cần thiết phải giống gióng trống khua chiêng như thế không? Ghen tị. Anh cười. Tôi là sợ anh hủy hoại thanh danh cùng hình tượng của tôi. Cô trừng mắt liếc anh, bên môi lại luôn nở nụ cười. Người ngoài nhìn thấy còn tưởng hai người đang liếc mắt đưa tình. Ai nói, hiện tại anh đang làm rất tốt hình tượng một người chồng tuyệt vời mà. Đáng ghét, ánh sáng trong mắt chàng nam thần gần như có thể giết người. Coi không ngoan ngoãn theo anh về nhà. Anh cười đậm,
là đồ ngốc mới không ở trước mặt mọi người diễn màn ân ái. Chàng đã thần trực tiếp bỏ qua nụ cười của anh, nhìn về phía mọi người. Được rồi, mọi người giải tán đi. Giang Tổng, có thể chụp với anh một tấm không ạ? Em rất hâm mộ anh. Một cô gái trẻ thuộc bộ phận truyền thông cả gàn vò tới trước mặt Giang Mạc Viễn, nhìn anh bằng cặp mắt sùng bái. Những người khác cũng ầm ĩ đòi chụp ảnh chung. Bên môi Giang Mạc Viễn vẫn duy trì nụ cười ấm áp, nhìn qua rất hấp dẫn. Chàng nan thần thấy thế bèn bất đắc dĩ tiến lên, trực tiếp che ở trước mặt Giang Mạc Viễn. Các cô à, về công, con người anh ấy sẽ không tự nhiên nhận lời chụp ảnh. Về tư, anh ấy là ông xã tôi, các cô cảm thấy tôi sẽ dám giao anh ấy cho hám trai các cô sao? Chàng nan thần, cô nhỏ mọn quá đi. Quản lý truyền thông vào công ty một lượt với cô, ngày thường quan hệ cũng không tệ, cho nên giọng điệu lúc nói chuyện có phần chế nhạo. Chàng nan thần cười tùm tìm nhìn cô. Vậy cô cho tôi mượn ông xã của cô trước đi. Mơ đi cưng. Quản lý truyền thông thoải mái cười. Không còn sớm nữa, mọi người nhanh chóng về nhà đi. Chàng nan thần cố gắng động viên mọi người, Giang Mạc Viễn cũng cười cười rồi xin lỗi mọi người chào tạm biệt. Vì không để cho công chúng cảm phấn hơn nữa, chàng nan thần vội kéo Giang Mạc Viễn ra khỏi công ty. Nhân viên mới từ Hiểu Kỳ vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, lúc Hạ Lữ ra về, kỳ lạ nhìn cô. Sao cô còn chưa đi? Ôi trời ơi, người đàn ông vừa nãy chính là CEO của tập đoàn Tiêu Duy, Giang Mạc Viễn. Từ Hiểu Kỳ kinh ngạc nói. Đúng vậy, thì sao? Trước kia em có từng nhìn thấy anh ấy trên mạng, chị Hạ. Từ Hiểu Kỳ túm lấy Hạ Lữ, hai mắt sáng lên. Sao anh ấy có thể đẹp trai như vậy, hấp dẫn chết người. Hạ Lữ im lặng nhìn cô. Anh ấy thật sự là chồng của giám đốc chàng à? Ừ. Hâm mộ chết đi được. Từ Hiểu Kỳ suýt xoa. Em phải làm sao mới có thể tìm được một người đàn ông cực phẩm giống như Giang Mạc Viễn đây? Hạ Lữ quét vân tay thản nhiên nói. Chuyện này cô nên đến hỏi giám đốc chàng hà. Ôi người đàn ông thế này, cho dù không có tiền cũng được, bắt em nuôi em cũng chịu nữa. Vẻ mặt Từ Hiểu Kỳ ỉu xìu quét vân tay. Hạ Lữ nhìn cô bất đắc dĩ cười cười. Đàn ông như Giang Mạc Viễn không phải cô muốn nuôi là có thể nuôi được. Vẻ mặt của Từ Hiểu Kỳ lại khổ sở. Đợi toàn bộ nhân viên công ty đều ra về hết, cửa phòng làm việc ở cuối hành lang chậm rãi mở ra. Ánh đèn kéo dài bóng dáng của Trình Thiếu Tiền. Anh có hơi đăm chiều, sau hồi lâu lại bất dĩ mỉm cười đắc lâu. Bãi đỗ xe tầng hầm, chiếc xe thường vụ sang trọng trông rất bắt mắt. Không đợi Giang Mạc Viễn khởi động xe, Trang Nát Thần sau khi ném túi sách ra sau ghế thì túm lấy anh. Tôi thấy tôi nên thêm vào điều kiện thứ tư. Giang Mạc Viễn mỉm cười ôn hòa, nhìn vào cặp mắt không vui của cô. Không thể nào, làm ông chủ đối tác của em, sau này một số lần anh đến công ty em họp sẽ không ít. Vậy sao? Chàng Nát Thần cũng còng môi cười, ngón tay bấu cánh tay anh hơi dùng sức. Anh đúng là tự thần vận động nhỉ. Ngón tay gần như bấu mạnh theo tiếng gằn giọng, Giang Mạc Viễn hơi nhíu mày nhìn cô. Định mưu sát chồng ở đây à? Lời cãi với anh. Chàng nan thần thấy anh không đau không nhột, dứt khoát buông tay cầu hay. Anh không phải là nên bận rộn à? Sự thật thì bà Giang nhìn thế nào cũng thấy bận rộn hơn ông Giang là anh đây. Giang Mạc Viễn chồm người tới nâng mặt cô lên. Anh muốn luôn luôn chồng chừng em, anh tới đón em tốt hơn nhiều so với chuyện em ngồi xe người đàn ông khác về nhà đúng không? Người đàn ông khác? Chàng nan thần khó hiểu. Giang Mạc Viễn hình như không định giải thích, ý cười bên môi càng sâu, kéo tay cô qua đặt lên môi. Còn có, lần sau em muốn bấu anh thì đừng bấu vào cánh tay, có chỗ kia bấu vào rất có cảm giác. Tư duy của chàng nan thần không theo kịp anh, nhịn không được bèn hỏi. Chỗ nào? Nụ cười mờ ám theo môi anh lan tràn đến đáy mắt, anh kéo tay cô trực tiếp phủ lên chỗ vừa mới cứng cứng bên dưới của anh. Tiếng nói trầm thấp ôn hòa bật ra, cố ý trắng trợn nói. Chỗ này nè, em thích, anh cũng thích. Chương 3, lột da em ra.
tay cô bị lôi đến một vị trí không ngờ tới, rõ ràng là một phần cơ thể cô đã bị tước đoạt ý thức tự chủ và tự do. Dưới lòng bàn tay, cho dù cách một lớp vải cũng có thể cảm nhận được sức mạnh to lớn. Đằng thân mật, hôn lòng bàn tay cô mà trở nên lớn hơn, cứng hơn. Để tiện, phản ứng đầu tiên của chàng nã thần là rút mạnh tay về. Phản ứng tiếp theo là hung dữ trừng mắt lườm ảnh một cái. Gần như toàn bộ ân oán tình thù, đời cha đời chú đều trừng ra hết. Anh thì chỉ ra vẻ bịt thịt, nhếch khóe miệng nở nụ cười ổn nhuận đường thường nhật. Cử chỉ chững chạc kiên nghị, người ngoài liếc mắt nhìn sang đây thì chính là người đàn ông cực phẩm chỉ có ở trên trời, không có ở dưới đất. Bao nhiêu người sẽ bị cái bộ dạng bị thịt này của anh lừa gạt, bao gồm luôn cả cô. Sau khi kết hôn mới ân hận lúc đầu đã sai lầm. Tên khốn này lừa hết mọi người, thực tế chính là hạng người dâm đãng. Đương nhiên, màn độc thoại nội tâm này chàng nán thần tuyệt đối không nói ra miệng. Thứ nhất là không muốn trông thấy vẻ mặt cười cười như đạt được mục đích của anh. Thứ hai lại có vẻ như cô đang làm bộ kiểu cách. Thực tế thì biết, tâm tư người này cuối cùng sâu bao nhiêu, bấy đến bây giờ cô còn đang dùng gáo để đong. Nhưng có một điều cô có thể khẳng định, người đàn ông tên Giang Mặc Viện này trong chuyện tình ái chưa bao giờ bạc đãi bản thân. Cô cũng không muốn cho anh cái cớ để làm bất cứ điều gì khi dễ cô. Vẻ phức tạp biểu hiện trên mặt cô tuy thay đổi nhỏ thôi, nhưng hiển nhiên cũng bị Giang Mặc Viễn nắm rõ. Cặp mắt tia ích quang nhìn như ôn hòa chiếu tới, như đã phủ trực tiếp mỏi móc nội tâm cô. Giờ khắc này, tinh thần thép cô vất vả nung đúc đang ầm ầm đổ sập. Nhìn vẻ mặt của em là đang chọn địa điểm đúng không? Trên xe hay là giường lớn ở nhà? Anh cố ý bóp méo màn độc thoại nội tâm của cô, tay mờ ám di động bên môi, bóng dáng cao lớn luôn để ép trên đỉnh đầu cô, như mây đen răng đầy đầu. Luận cái đầu, cô bại bởi anh. Luận khí thế, hình như cô cũng bại bởi anh, vào ngay giờ phút này đây. Cô cố gắng nén giận, cũng bận tận lực làm bản thân trông thật bình thản. Cơn thịnh nộ nội tâm thu hết vào lòng, vẻ mặt nhìn qua bình thường cứng rắn, nhìn vào đôi mắt cười như không cười của anh. Có lẽ anh còn không biết đoạn phim chị Mai và Nam Bách Khôn lén lút vụng trộm với nhau là được quay ở chỗ này. Giả Mặc Viễn như nghe được một chuyện rất thú vị, nụ cười ôn nhuận nàn tràn tới đuôi mắt. À, vậy họ đúng là không đủ cẩn thận rồi. Cho nên đừng tưởng trốn vào trong xe thì không ai thấy gì. Buổi tối xe anh đỗ ở chỗ này lại bắt mắt như vậy, anh đi vào thời gian lâu như vậy cũng không lái đi, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bảo vệ chú ý. Chàng nã thần hờ hững. Anh cảm thấy bây giờ nên lập tức lái xe đi hay là để họ đến mời chúng ta đi? Giảng Mạc Biến cũng không thèm động đậy. Hiện tại quyền hành của công việc bảo vệ được mở rộng rồi sao? Chuyện đôi lứa cũng muốn quản. Giảng Mạc Biến, anh rốt cục có lái xe đi hay không? Bận rộn cả ngày làm cô mệt mỏi dã rời, chỉ muốn lên giường đánh một giấc. Anh đưa tay xoay mặt cô qua nhếch mày. Nổi giận. Theo đó cô há miệng hung hăng cắn mạnh vào đầu ngón tay anh. Tốc độ cực nhanh khiến Giảng Mặc Biến không kịp phản ứng, bị đau nên đẩy cô sang một bên, hết cách. Em là chó à? Chàng nan thần lời đáp trả anh, với lấy túi rồi mở cửa xuống xe, bỏ lại một mình Giảng Mặc Biến trong xe. Tiếng giày cao gót vang vọng ở bãi đỗ xe tầng hầm càng lúc càng xa. Hai luồng đèn xe phía sau chiếu bóng cô lên tường, giống như u hồn lay động, làm chút cửa động cuối cùng rốt cục biến mất trong không khí. Trên mặt đất mới ra khỏi bãi đỗ, gió đêm ùa đến, tuy rằng đã vào tháng 3 nhưng thời tiết vẫn không thể coi nhẹ. Chàng nan thần túm chặt quần áo, giận dỗi tiếp tục đi về phía sau lưng, không thấy ai đó đuổi theo, cũng không nghe thấy tiếng ai đó gọi cô. Cô cắn môi nắm chặt túi sách, trong bụng nói ngay cả cô cũng không biết mình giận cái gì, đang giận mình hay là giận anh ấy. Tâm trạng rất phức tạp, khó chịu như làm đổ bình gia vị, thật sự là quái lạ. Giảng Mặc Viễn anh chết tử tế, không chết là chạy đến công ty gây rối một trận để làm gì? Vừa nghĩ, bước chân cũng nhanh hơn rất nhiều, bất chỉ bất giác đã đi được một đoạn khá xa. Cho đến khi tầm mắt đảo đến một đôi nam nữ đang dây dưa ở phố đối diện thành công làm cô dừng bước.
Chàng nhãn thần đứng ngẩn ra nhìn, vừa định đưa tay dụi mắt để bóng gió rằng chắc hai mắt mình bị đèm nhèm, thì phía sau có một cánh tay rắn chắc mạnh mẽ bỗng dừng duỗi đến kéo cổ ôm lấy chặt. Tiếng hét chói tai nhanh chóng chìm nghiền bên trong lòng bàn tay của người đàn ông. Là cái gì? Anh cũng đâu thể giết em. Trên đỉnh đầu là tiếng nói trầm thấp cùng giọng điệu không biết làm sao. Chàng nhãn thần quay đầu đối diện với đôi mắt của giảng Mạc Viễn, trả lại một cái lườm khinh bỉ, chi chi bàn tay đang bụng chặt miệng cô. Còn chạy hay không? Ảnh cười, chàng nhãn thần liều mạng lắc đầu. Thấy thế, lúc này giảng Mạc Viễn mới buông tay, dáng vẻ cực kỳ đắc thắng, đồng thời giơ tay lên cốc nhẹ đầu cô. Lần sau dám cắn người nữa xem. Chàng nhãn thần trừng mắt lại với ảnh, vừa định xoay đầu nhìn sang đường đối diện, người cô lại bị ảnh nhấc bổng lên. Giật mình, hai tay cô theo bản năng bám vào cổ ảnh. Ảnh cao lớn, vác cô nhẹ nhàng như ôm bó rơm, nhưng rời từ cự ly này đủ để toàn thân cô bầm tím. Cô nuốt nước miếng nhìn ảnh bằng cặp mắt cảnh giác, sợ ảnh một khi không vui hoặc là trả đũa sẽ ném cô xuống đất. Hoặc là giống như trong mấy bộ phim điện ảnh của Trần Trần, nhấc cô lên cao quá đầu, ném xuống rồi cùng lúc đó hai đùi ảnh chèn ngang lên người cô. Hình ảnh máu me bạo lực không ngừng hiện lên trong đầu chàng nhãn thần, bất chấp nguy hiểm, có thể bị ảnh mất hứng ném sang đường cái đối diện, hỏi: "Anh làm gì? Để tôi xuống." Cô nghe được giọng của mình lại có thể đang run run. Là do trời lạnh, cô tự trấn an mình. Tiếng nói mạnh mẽ của anh lại lấn át giọng run rẩy của cô. "Về nhà, không thể để đền lừa đảo miệng đầy lời, xảo trá như em chạy loạn khắp nơi được." "Cái gì gọi là miệng đầy tên lừa đảo?" "Là tên lừa đảo miệng đầy lời xảo trá." Anh chữa lại cho đúng. "Tôi lừa anh cái gì?" Cô bắt đầu truy hỏi. Giảng Mạc Viễn vừa vác cổ trở về, vừa đi vừa của trách. "Dấu anh mua nhà, đã vi phạm lời hứa lúc em đã lập khi cam tâm tình nguyện theo anh. Lần này xem như tha cho em. Nếu để anh biết, em còn có chuyện giấu anh." Nó đến một nửa thì dừng lại. Chàng nhãn thần hồi hộp. "Anh làm gì?" Anh dừng bước nhìn cô gái trong lòng nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Anh sẽ trực tiếp lột da em ra." Giọng điệu tùy nhẹ lại lộ ra mùi máu tươi chết chóc. Chàng nhãn thần cả kinh dùng mình một cái. Thế vẻ hoảng sợ lướt qua mắt cô, giọng Mạc Viễn hài lòng nhếch môi: "Ngoan ngoãn nghe lời anh, sẽ đối xử cực tốt với em." Luôn luôn có một sự khó hiểu xoay xung quanh đỉnh đầu cô. Người đàn ông này cười càng dịu dàng, cô lại càng thấy nguy hiểm. Nụ cười của anh khiến cô liên tưởng tới tử thần trong tranh Trầm Biếm. Cười càng mê người thì lưỡi hái chết róc càng tay kia tùy thời chỗ đều có thể đâm xuống. Cô thậm chí còn có thể cảm nhận được sự đau đớn khi cổ đứt lìa. Là cô ngẩng cổ thời gian dài nên phần gáy cô hơi cứng ngắc. Giảng Mạc Viễn thấy đạt được hiệu quả, cười càng ôn hòa hơn. "Đợi đã." Thế anh đi về hướng xe ở ven đường, chàng nói thần vội vàng kêu dừng: "Em để tôi xuống trước đã." "Muốn nói gì để lên xe rồi nói." "Không phải, tôi muốn thấy Hạ Lữ. Ngày nào hai người cũng gặp nhau." Anh ném lại một câu: "Còn có Mạnh Khiếu." Lời vừa dứt, quả nhiên anh dừng bước. Chàng nhãn thần thành công nhảy khỏi người anh, chỉ vào một đôi còn đang dây dưa ở cách đó không xa. "Tôi không nhìn nhầm chứ, là hai người họ đúng không?" Giảng Mạc Viễn xoay qua nhìn, đôi mày hơi nhíu lại. "Lạ thật, sao hai người họ giống như đang cãi nhau vậy?" Thắc mắc của chàng nhãn thần không có lời giải. Khoảnh cách này lại khá xa, nghe không rõ hai người họ nói gì. Từ góc độ này chỉ có thể nhìn thấy Mạnh Khiếu điên cuồng nóng nảy, đánh mất vẻ lịch lãm thường ngày, lời lời kéo kéo Hạ Lữ. Cô nhìn mà kinh hãi, sức lực của Mạnh Khiếu xem ra cũng khá mạnh. Nhịn không được vừa định tiến lên, cánh tay lại bị ảnh kéo lấy. "Đừng quan chuyện không đâu." Chàng nhãn thần nổi nóng: "Hạ Lữ là bạn thân của tôi, Mạnh Khiếu là bạn anh, sao lại là chuyện không đâu? Hôm đám cưới, không phải là anh không thấy Hạ Lữ có xích mích với Mạnh Khiếu. Kiếp trước, chắc chắn hai người này là kẻ thù không đội trời chung. Anh xem, vẻ mặt kiều của Mạnh Khiếu như sắp ăn thịt người vậy đó.
không biết Hạ Lữ vô tình đắc tội với anh ta thế nào. Nỡ như nổi nóng lên thì làm sao? Ảnh với anh ta thân hình lực lưỡng như thế, một cái tát cũng có thể bóp chết Hạ Lữ. Gia Mặc Viễn đầu tiên là sững sờ, sau đó giờ khóc giờ cười. Té ra con nhà này liệt hai người vào phe sát nhân Cường Điện, lắc đầu nhẹ nhàng nói: em mở mắt nhìn rõ tình hình rồi hẵng nói. Chàng nõn thần quay qua, sau đó bỗng trợn to hai mắt. Phố đối diện, Mạnh Khiếu đang ôm chặt lấy Hạ Lữ. Hạ Lữ thì muốn vùng ra, nhưng ảnh trước sau không chịu buông tay. Chàng nõn thần ở đường bên này kinh hãi chỉ vào hai người, rồi đưa tay ôm miệng. Ôi trời, cho gì thế này? Cho nên nói, chuyện tình cảm nam nữ rất phức tạp, đừng lo nghĩ vớ vẩn. Thật sự có thời gian thì em nên đặt trái tim và tư tưởng của mình lên đồng giá em trước đây này. Giảng Mặc Viễn nói xong lại vác cô lên đi tiếp. Này! Im lặng, anh ra vẻ hùng tận quát khẽ. Chàng nõn thần ước gì có thể lấy túi đập vào đầu anh. Đường bên này lại là cảnh tượng khác. Hạ Lữ một mực để anh Mạnh anh ra. Mạnh Khiếu kinh ngạc nhìn cô. Mạnh Khiếu, anh làm ơn đừng làm phiền đến tôi nữa có được hay không? Hạ Lữ nén giọng, trông có vẻ kiêng dè người đi đường thỉnh thoảng lại quay lại xung quanh. Em có cần phải trốn tránh tôi như vậy không? Tôi phải nói bao nhiêu lần anh mới chịu nữa hả? Hạ Lữ đến gần anh ngẩng đầu nhấn mạnh từng chữ. Tôi thật sự rất ghét anh, thật đó. Mạnh Khiếu đưa tay cố định cô cúi đầu, đáy mắt xẹt qua vẻ không vui. Ghét tôi còn lên giường với tôi. Những lời này gần như gầm nhẹ, dẫn tới sự chú ý của người qua đường. Anh... Hạ Lữ vẫn để ý cái nhìn của người khác, siết chặt nắm tay, gió thổi làm tóc rối cô. Cô rít qua khẽ rằng: Mạnh thiếu gia, tuyệt đối đừng nói với tôi, anh là thanh niên nghiêm túc đấy nhé. Phụ nữ lên giường với anh còn nhiều hơn cả số lần tôi ăn cơm, có phải người nào anh cũng bám giết không thà. Tỉnh lại đi anh, ngày đó tôi với anh chẳng qua chỉ là tình một đêm. Đừng nói anh không rõ tình một đêm là gì nha, từ nay chẳng xa lạ với anh mà. Chương 4, nên có con. Mạnh Khiếu sững sờ, Hạ Lữ thở hổn hển thấy sắc mặt anh dần tái đi nên cũng không nói nữa, bóp tay, lúc cục mặt cố gắng đè nén nỗi đau thật sâu vào lòng. Tối hôm đó, cô chính là ổng suy nghĩ này để lên giường với tôi ư? Giọng anh chuyển lạnh. Chẳng phải anh cũng chơi qua đường ở à? Hạ Lữ cố ý nhíu mày dương mắt nhìn anh. Nếu anh cảm thấy một đêm còn chưa đủ, ok, tối nay tôi có thể ngủ với anh đêm nữa, không phải điều anh muốn là vậy thôi sao? Hơi thở Mạnh Khiếu bắt đầu dồn dập, ánh mắt đối diện cô có hơi tức giận. Hạ Lữ, tôi nói cho cô biết, phụ nữ cam tâm tình nguyện làm ấm giường cho tôi, đếm không xuể, cô tính là gì? Lời mỉa mai lạnh lẽo như dòng nước lạnh, đột nhiên nhấn chìm trái tim cô. Cô đau, nào ngờ anh cũng thấy đau. Anh nói đúng đó, tôi chính là kẻ như vậy. Thích lên giường với thằng nào thì lên, thích bám theo thằng nào để phát tài thì bám. Hạ Lữ nén đè nén lồng ngực đau nhói, đem tất cả oán hận hóa thành lửa giận trút hết ra, nói không suy nghĩ. Mạnh Khiếu, anh cứ tìm đại con nhỏ nào thay anh làm ấm giường đi nhé, đừng có về đến tôi là được. Nói dứt lời liền quay đầu bỏ đi, tiếng giày cao gót nện trên mặt đá, mỗi một tiếng đều nghe rõ ràng sự tuyệt tình trong đó. Hệt như bóng lưng cô không chừa cho bất cứ người nào đường sống. Bóng lưng cô in vào mắt anh, cô không thấy vẻ cô đơn bên trong ánh mắt ấy, mà anh cũng không nhìn được khóe mắt đỏ hoe của cô. Cho đến khi cô muốn bao nhiêu tiền? Ở đằng sau, giọng nói lạnh lùng của Mạnh Khiếu lại vang lên. Hạ Lữ đột nhiên dừng bước, sững sờ rồi quay đầu lại. Ý anh là gì? Mạnh Khiếu bước từng bước về phía cô, vẻ mặt lạnh đến dọa người. Rời khỏi thằng đó đi, cô muốn bao nhiêu tiền tôi cho cô. Hạ Lữ trố mắt nhìn anh cho đến khi bóng dáng anh lèn lỏi vào đáy mắt cô. Dù sao cũng đều là được đàn ông bao, vậy để đến lượt tôi bao cô đi. Nếu em thích tính tiền theo ngày cũng được, ở bên tôi một đêm hết bao nhiêu tiền, cô cứ giả giá đi. Mạnh Khiếu đứng trước mặt cô, cúi xuống nhìn cô chằm chằm, ánh mắt đã sớm mất đi vẻ sang lãng ôn hòa trước kia, đặc biệt u ám. Hạ Lữ bị ánh mắt ấy làm cho đau nhói, hơi nhè mắt, nhưng vẫn cứ cảm nhận được vẻ khinh rẻ cùng châm chọc phát ra từ biểu hiện của anh.
đồ điên. Ném lại một câu, cô không thèm nhìn ảnh nữa, quay đầu muốn bỏ đi. Cánh tay lại bị ảnh kéo ngược lại. Thả ra. Cô bị đáy mắt càng lúc càng tối của ảnh làm hoảng sợ. Bắt đầu từ đêm nay đi. Mạnh Kiếu tàn nhẫn gằn giọng, Hạ Lữ liều mạng đẩy ảnh. Anh bị thần kinh gì vậy? Thả ra, nếu không tôi la lên đó. Cô la đi, cứ la thoải mái. Mạnh Kiếu gầm lên hùng hạn nói. Tốt nhất cô gọi hết toàn bộ người đi đường qua đây, để tất cả mọi người biết cô là loại phụ nữ thế nào. Anh là thằng khốn. Không phải, cô vì tiền sao? Mạnh Kiếu lồi cô mạnh cô, trực tiếp đè cô vào thân cây, đáy mắt tà ác làm người ta sợ hãi. Tôi có thể cho cô tiền, chỉ cần bắt đầu từ giờ cô hầu hạ tôi thử thái, cô muốn bao nhiêu tôi sẽ cho cô bấy nhiêu. Cút ngay. Hạ Lữ, cô muốn làm điếm thì tôi sẽ cho cô được như ý. Mạnh Kiếu càng nói càng quá đáng, trực tiếp móc ví tiền ra, lấy hết toàn bộ tiền mặt bên trong ném vào mặt cô. Bấy nhiêu đây, có đủ cho đêm nay hay chưa? Hả? Không đủ phải không? Ngày mai tôi sẽ viết chỉ phiếu cho cô. Điều kiện tiền quyết chính là cô phải ở bên cạnh tôi, để khi nào tôi muốn chơi cô thì chơi. Bốp, một cái tát rơi vào mặt của Mạnh Kiếu. Cái tát này làm người qua đường giật mình quay lại nhìn. Lại nhìn thấy tiền rơi vãi dưới đèn đường làm ai đấy đều ngạc nhiên, liên tục xì xào bàn tán. Mạnh Kiếu bị ăn một cái tát đứng sững ra, tiếp đó mặt tái đi, chưa có người phụ nữ nào dám đánh anh. Cái bạt tay này thức tỉnh được anh chưa? Làm bàn tay Hạ Lữ bỏng rát vì đau, lại giấu vào lòng, đau đớn nhanh chóng lan tràn. Cô ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo đối diện với đôi mắt lạnh băng của người đàn ông kia gằn giọng. Mạnh Kiếu, anh hãy nghe cho rõ, cho dù tôi ngủ với thằng nào cũng sẽ không ngủ với anh. Cho dù tôi tìm một lão già 70-80 tuổi, ngay cả sinh hoạt cũng không tự lo được để bao nuôi tôi, thì tôi cũng sẽ không tìm anh. Anh nghe rõ rồi chứ? Nghe không hiểu thì tôi có thể nói rõ ràng hơn một chút. Ở trong mắt tôi, anh chẳng qua chỉ là một thằng ăn chơi trác táng. Có anh có tiền thì đi bao còn khác đi. Tôi chẳng qua chỉ là hạng người bại hoại hạ cấp, không xứng với Mạnh đại thiếu gia cao cao tại thượng đâu. Bye bye. Nói xong, cô hất Mạnh anh ra, dẫm lên đống tiền trên đất, xoay người bỏ đi. Mạnh Kiếu tức giận đấm mạnh vào thân cây, quay đầu nhìn chần chần bóng dáng càng đi càng xa của Hạ Lữ, cho đến khi mất hút, lửa giận phừng phừng, quay người đi về hướng ngược lại. Đêm đã khuya, lác đác vài ngôi sao ở phía xa chớp tắt. Chàng Loan Thần ngồi trước bàn trang điểm, đôi mắt bất động, đôi mày bất giác nhíu lại. Nếu nói Mạnh Kiếu và Hạ Lữ đối địch nhau thì cô tin tưởng hơn, vì hai người này ở trước mặt cô lúc nào cũng như oản giả ngọ hẹp. Nhưng từ khi nào chân lý này lại được ngấm nước mất rồi? Cô trông thấy rất rõ cảnh tượng lúc nãy, đại thiếu Mạnh già, Mạnh Kiếu rõ ràng là động tình. Vậy còn Hạ Lữ, chân mày càng nhíu càng chặt. Thật ra cô rất hy vọng hai người này có thể đến với nhau. Nhưng mỗi khi nghĩ đến thái độ cứng rắn của Hạ Lữ, cô liền đau đầu. Trong tình yêu, dường như Hạ Lữ đã đánh mất niềm tin một cách triệt để. Đang muốn thở dài, trên đỉnh đầu lại vang lên tiếng nói trầm thấp của anh. Nghĩ ngợi gì vậy? Giọng nói bất tình đình làm cô giật mình quay đầu, lại ngạc nhiên đối diện với phò tượng hoạt sắc xinh hương vừa mới tắm xong. Sửng sững không mặc gì đứng trước mặt cô, cô vừa vặn ngoái đầu nhìn ngay chúng vị trí cường cứng khổng lồ ở giữa hai chân kia. Chàng Loạn Thần đứng bật dậy, vẻ mặt đỏ bừng, chỉ vào anh không vui nói. Cho dù đây là nhà của anh thì cũng nên chú ý một chút chứ, sao anh không quấn khăn tắm vào hả? Dáng người cao lớn như vậy khiến phụ nữ nhìn thấy sẽ huyết mạch dâng cao. Giàng Mặc Viễn lắc đầu hất tóc, bọt nước theo quán tính vảy ra xung quanh. Có bọt nước nhễu xuống đầu vai anh, men theo đường cong gợi cảm chậm rãi chảy xuống, là như là ngón tay mảnh khảnh của cô gái đang khẽ vứt về lồng ngực vạm vỡ ấy. Anh gọi em lấy giùm áo choàng tắm, nhưng đợi hoài không thấy em đem đến. Anh cười như không cười nhìn cô, đi đến bên giường giờ lấy áo choàng tắm mặc vào. Dáng người hấp dẫn của anh được áo choàng che khuất, thắt dây xong, lồng ngực rắn chắc vẫn lộ ra bên ngoài. Chàng Loạn Thần nhíu mày. Anh gọi tôi hả? Anh gọi em những mấy lần? Sa Mặc Viễn bất đắc dĩ lắc đầu. Em nghĩ gì mà xuất thần dữ vậy?
Chàng nói thần cầm lấy được lực chải tóc, có chút đăm chiều, chải được một hồi thì để xuống, quay đầu nhìn anh. Anh không định gọi điện thoại cho Mạnh Kiếu à? Gọi điện thoại cho anh ta. Anh khó hiểu hỏi. Vừa nãy anh cũng thấy mà, không lẽ Mạnh Kiếu yêu Hạ Lữ rồi? Giảng Mặc Viễn cười. Yêu thì sao, mà không yêu thì sao? Đấy là chuyện của hai người họ. Chàng nãn thần ngần ra, đây là chuyện của hai người họ, cô bận tâm lo nghĩ làm gì? Chỉ là... Trong lòng cô vẫn sợ Mạnh Kiếu sẽ làm tổn thương Hạ Lữ. Đúng vậy, con người Hạ Lữ nhìn lúc nào cũng thấy không sao cả, nhưng làm bạn cô ấy lâu rồi nên cô hiểu. Sự tuyệt vọng của Hạ Lữ đối với chuyện tình cảm đã đạt đến mức không gì sánh bằng nữa rồi. Chỉ sợ cô ấy không xử lý ổn thỏa được quan hệ giữa mình và Mạnh Kiếu. Thấy cô im lặng, Giảng Mặc Viễn buồn cười. Vẻ mặt của em là vậy là gì? Chàng nãn thần nhìn anh bất ngờ hỏi. Bên cạnh Mạnh Kiếu có phải có rất nhiều phụ nữ không? Giảng Mặc Viễn ngẩn ra. Cô theo dõi anh, hình như đang đợi câu trả lời của anh. Giảng Mặc Viễn vốn muốn tìm lý do nào đó nói cho có lẽ, nhưng thấy cô vô cùng nghiêm túc chờ đợi đáp án của anh đành nói thật. Con người Mạnh Kiếu có chút ngả ngạnh, nhưng nếu đã yêu rồi thì sẽ rất nghiêm túc. Thật hay nó đỡ dùng bạn bè để lừa đảo? Chàng Nan Thần thản nhiên hừ lạnh. Giảng Mặc Viễn có chút giở khóc giở cười. Chàng Nan Thần không nói gì nữa, hai người đều im lặng, bên trong phòng yên tĩnh rất nhiều. Sau một lúc lâu, tiếng nói trầm ấm của Giảng Mặc Viễn vang lên. Nan Nan, có phải hai ta nên có một đứa con hay không? Hả? Chàng Nan Thần kinh ngạc. Giảng Mặc Viễn điều chỉnh tư thế ngồi, đáy mắt thâm thúy u ám. Khẩn trương như vậy làm gì? Anh có chút buồn bực, cũng lâu rồi sao một chút động tĩnh cô cũng không có. Hay là... Sau khi nghĩ tới khả năng đó, chân mày anh vô thức trào lại, đưa tay về phía cô. Em lại đây. Lòng cô không biết tại sao lại thấp thỏm, âm thầm hít sâu tiến lên. Anh kéo cô vào lòng, đôi mày ẩn chứa suy xét. Cơ thể em không có chút dục dịch nào hay sao? Không biết anh đang nói gì nữa. Cô đẩy anh ra rồi chui tọt vào trong chăn, trái tim có chút đập loạn. Giảng Mặc Viễn áp người xuống, môi anh dán vào tai cổ dịu dàng nói. Có qua mặt anh uống thuốc không hả? Tôi... Cô nhíu mày xoay mặt đi thản nhiên nói. Chẳng biết nói gì, uống thuốc gì chứ? Ban đầu định cùng anh thương lượng chuyện con cái, nhưng trong đám cưới lại nghe được nhiều chuyện như vậy nên cũng đánh mất luôn ý định này trong đầu. Cô bây giờ được tính là gì? Cùng anh nói chuyện con cái xem như công cụ sinh con. Giảng Mặc Viễn sau khi nghe vậy thì xoay mặt cô qua, cúi xuống nhìn cô trần trối mới chậm rãi mỉm cười ôn tồn bảo. Một khi đã vậy, chúng ta tiếp tục cố gắng. Gì? Cô lại sừng sốt. Không nhận được phản ứng như mong đợi, anh liền gấp rút đè người xuống. Đừng! Chưa nói hết câu, miệng đã bị anh ngậm lấy. Đi làm trước sau vẫn luôn bận rộn, Chàng Nan Thần sau khi thông qua quản lý truyền thông giới thiệu vị tổng biên tập kia, cũng mời được cô bạn thân của Lăng Phi trong giới này dùng bữa cơm xem như làm quen. Sau khi nói rõ lý do, bạn của Lăng Phi cũng đồng ý giúp đỡ. Lần tới sẽ sắp xếp cho hai người gặp mặt, lúc sau lại đi xem xe. Ở trong phạm vi năng lực của cô, rốt cục cũng mua được chiếc xe. Sau khi về công ty sắp xếp lại công việc, Từ Hiểu Kỳ gõ cửa phòng giám đốc. Tìm tôi có việc. Chàng Nan Thần đang xem phương án không ngẩng đầu. Từ Hiểu Kỳ bước đến sinh lực tràn trề. Giám đốc Chàng, em cố ý vào đây để cảm ơn chị. Cảm ơn tôi cái gì? Cô cười ngồi xuống đối diện. Cảm ơn chị đã dùng bàn thảo của em. Chàng Nan Thuần ngừng công việc trong tay, tựa người vào ghế. Sau này cô đi theo Hạ Lữ học hỏi thêm chút kinh nghiệm, làm đồ án, viết ra được bàn thảo PR tốt tuy quan trọng, nhưng có thể làm ra một phương án có chất lượng cao mới là trò xứng đáng với chức vụ. Dạ, chị yên tâm đi, em nhất định sẽ cố gắng. Chị Hạ đã bảo em đi theo làm cùng dự án của Tiêu Duy. Chàng Nan Thuần gật đầu cầm lấy ly trên bàn. Giám đốc Trang, em vừa mới ra trường có rất nhiều chuyện không hiểu, xin chị hãy chỉ giáo nhiều hơn. Từ Hiểu Kỳ nhìn cô nghiêm túc nói. Còn nữa, chuyên ngành của em là tin tức, đối với nhiều quy tắc trong ngành quảng cáo em không hiểu. Nếu có quy tắc ngầm gì, cũng mong chị bí mật cho em một chút.
Đang uống ngụm nước suýt bị sặc, Trang Đắc Thần dương mắt nhìn Mai. Quy tắc ngầm. Từ Hiểu Kỳ liên tục gật đầu. Nhất là đối với khách hàng lớn như Tiêu Duy, quy tắc ngầm chắc là sẽ không ít. Trang Đắc Thần nhìn cô, trên đầu dường như có một đám quạ đen bay ngang qua. Lắc đầu bất đắc dĩ nhẹ nhàng nói. Còn có chuyện gì nữa không? Cô nàng này có phải xem nhiều phim quá hay không? Dạ, hết rồi ạ. Hôm nay không biết chị Hạ bị thế nào mà đến bây giờ vẫn còn nhốt mình trong phòng nghỉ chưa ra ngoài. Từ Hiểu Kỳ hỏi, Trang Đắc Thần có chút đăm chiêu. Được rồi, cô ra ngoài làm việc đi. Từ Hiểu Kỳ ra khỏi phòng, nghĩ đến chuyện tối qua có vẻ trong lòng Hạ Lữ cũng không phải hoàn toàn không có mạnh khiếu. Lại đọc phương án chừng 20 phút, Trang Đắc Thần đứng dậy ra khỏi văn phòng. Cô vừa mới đi ra, Từ Hiểu Kỳ lên ở sau lưng lén chui vào phòng làm việc của cô. Có lẽ Trang Đắc Thần đi toilet, điện thoại di động vẫn còn để trên bàn làm việc. Từ Hiểu Kỳ thấy vậy bèn vội vàng cầm điện thoại lên, nhanh chóng bấm vào danh bạ. Cuối cùng nhìn thấy một cái tên thì mỉm cười, lập tức lưu lại số đó. Sau đó nhân lúc không ai đi ngang lại lèn ra ngoài. Cửa phòng nghỉ đóng chặt, sau khi đi từ toilet đi ra, Trang Đắc Thần thấy thế bèn giơ tay gõ cửa phòng. Bên trong không ai trả lời liền trực tiếp đẩy cửa đi vào. Hạ Lữ ngồi bên trong dương mắt nhìn cô một cái không nói gì, chỉ tào nhã rít một hơi thuốc lá. Không phải nói cai thuốc rồi sao? Cô ngồi xuống. Có chuyện phiền lòng nên hút một điếu. Hạ Lữ nhìn qua ủ rũ, cả người như chìm trong sương, vành mắt còn đỏ hồng hồng. Khóc à? Chàng Đắc Thần hỏi. Hạ Lữ lắc đầu. Tối qua bị mất ngủ vì mạnh khiếu. Ngón tay kẹp điếu thuốc của Hạ Lữ run lên. Cô nhìn lại nhìn cô, trong mắt ra vẻ hoài nghi. Tối qua mình có thấy? Chàng Đắc Thần nhẹ nhàng nói. Lúc này Hạ Lữ mới hiểu ra, gật đầu dúi lửa điếu thuốc còn lại vào gạt tàn. Cậu thích mạnh khiếu à? Chàng Đắc Thần nói trúng tim đen. Hạ Lữ ngạc nhiên rồi cười nhạt. Vậy còn cậu thích Giang Mặc Viễn không? Đúng, mình thích anh ấy. Chàng Đắc Thần thừa nhận không chút do dự. Nhưng tình huống giữa cậu và mạnh khiếu khác chúng mình. Có gì khác chứ? Chàng Đắc Thần thở dài. Quả thật mình thích Giang Mặc Viễn, nhưng đồng thời cũng rất hận anh ấy. Mình cũng hận mạnh khiếu. Hạ Lữ yếu ớt nói. Chàng Đắc Thần ngạc nhiên. Mình hận mạnh khiếu vì anh ấy đã làm đảo lộn cuộc sống của mình. Mình hận vì đã làm mình thích anh ấy, yêu anh ấy. Hạ Lữ nói xong viền mắt liền ửng đỏ, rồi dương mắt ra vẻ thoải mái. Đắc Thần, thật sự cậu cũng giống như vậy thôi. Cậu hận Giang Mặc Viễn chứ gì chứ? Chẳng qua là hận anh ấy đã làm cho cậu yêu anh ấy mà thôi. Còn có rất nhiều chuyện. Vì Cố Mặc hay là vì vị hôn thê của Giang Mặc Viễn? Hạ Lữ đột nhiên nói. Chàng Đắc Thần ngạc nhiên. Sao cậu biết? Hôm đám cưới cậu, thật ra mình cũng nghe được một ít. Lúc cậu ôm Ngải Niệm vừa muốn khóc lại không khóc được, mình chỉ biết đã xảy ra chuyện. Sau khi gặp Cố Mặc thì hiểu ra hết. Hạ Lữ thản nhiên nói. Cậu để ý chuyện Giang Mặc Viễn dùng thủ đoạn đề thiện khiến Cố Mặc phải nhảy lầu, cũng để ý chuyện Giang Mặc Viễn lấy cậu là bởi vì cậu trông giống Sa Lâm. Ừ, mình rất để ý. Thực ra thứ cậu để ý nhất chính là Giang Mặc Viễn đối xử với cậu tốt, với cậu chẳng qua chỉ vì khuôn mặt này của cậu. Mình đã buộc bản thân không nghĩ nữa, nhưng mình không làm được. Nếu đổi lại là mình cũng sẽ nghĩ vậy, trong lòng cũng sẽ có cái gai. Hạ Lữ lặng lẽ thở dài. Nói trắng ra là lòng tự ti đang quấy phá. Chàng Đắc Thần ngẫm nghĩ. Cậu cảm thấy cậu có khả năng xứng đôi với Giang Mặc Viễn không? Hạ Lữ hỏi. Chàng Đắc Thần nhìn cô lát sau bất đắc dĩ cười nhẹ. Mình biết cậu muốn nói gì. Đó là bởi vì cậu hiểu mình, chính như mình hiểu cậu. Hạ Lữ khẽ nói. Trên đời này làm gì có chuyện hoàng tử và cô bé lọ lem, chỉ có môn đẳng hộ đối. Mượn chuyện của cậu mà nói, nếu không phải bởi vì cậu trông giống Sa Lâm, cậu cảm thấy cậu có thể quen biết được với Giang Mặc Viễn sao? Anh ta là người đàn ông đẹp trai, giàu có, giỏi giang, điển hình. Còn cậu, chẳng qua chỉ là hình ảnh trái ngược với anh ta. Anh ta ngồi xe sang, còn cậu đi tàu tiện ngầm. Cho dù hai người đồng thời ở trên đường cũng không thể cùng xuất hiện. Cho dù cậu đi ngang qua xe anh ta thì anh ta cũng chẳng buồn nhìn đến cậu.
Đây là nguyên nhân vì sao Lọ Lem vĩnh viễn cũng không gặp được hoàng tử, bởi vì trên cơ bản bọn họ không có khả năng để quen nhau. Nhưng cậu lại quen Lăng Mặc Viễn, anh ta thậm chí còn cưới cậu làm vợ. Cái loại thực tế và lý tưởng này bỗng chốc chồng lên nhau khiến cậu không biết phải làm sao. Đương nhiên, nếu không biết sự tồn tại của Sa Lâm, cậu thật sự sẽ tin hóa ra cổ tích có tồn tại. Nhưng hiện giờ, chuyện cổ tích chẳng qua chỉ là bọt nước, cậu tự thì cũng chính như mình cảm thấy tự thì vậy thôi. Chàng nán thần hít thở cũng thấy đau, không những nhưng không thể không thừa nhận, điều Hạ Lữ nói hoàn toàn chính xác. Cho dù chúng ta phấn đấu thế nào, chúng ta vĩnh viễn thuộc vào tốp mệt mỏi. Cậu trò là con vịt xấu xí có thể biến thành thiên nga sao? Căn bản là biến không được, chính như hiện tại rất nhiều người muốn theo đuổi thành công. Mỗi người đều muốn biến thành kẻ có tiền, bất luận mấy con thú có lông màu đều muốn biến thành sư tử. Nhưng thật ra, chỉ có sư tử mới có thể trở thành sư tử. Tất cả các con khác đều bị ức ép để thành điên. Thành công của Giảng Mạc Viễn là sự ngẫu nhiên sao? Đúng, anh ta rất có năng lực. Nhưng nếu sinh ra trong một gia đình nghèo khó thì còn trẻ lại có thể có được thành tựu lớn như vậy sao? Còn chuyện thành công của Bill Gates chẳng qua là một chuyện đồng thoại lập nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Trên thực tế, nếu không có hậu thuẫn của gia đình, họ có thể thành công sao? Chàng nã thần nhìn Hạ Lữ, nghe cô nói khạ nhảm, khẽ nói: Hạ Lữ, hình như cậu nói càng ngày càng xa rồi. Hạ Lữ oải oải lắc đầu: Mình chẳng nói lạc đề, chỉ là muốn nói với cậu. Cậu cũng được, mình cũng được, chúng ta cùng một thế giới. Còn Mạnh Khiếu và Giảng Mặc Biến là cùng một thế giới. Cậu là muốn nói với mình hay là nói với chính cậu? Cô thấy Hạ Lữ đau lòng. Hạ Lữ ngẩng đầu, nước mắt chảy ra, cuồng loạn đi qua chỉ còn lại bất lực. Là muốn nói với bản thân mình, đừng có mơ mộng hão huyền. Chương 5, thương lượng vành báo. Biểu hiện bên ngoài của chứng cuồng loạn thực ra không chỉ có một dạng. Có khối người làm rối lên gần như khiến đối phương sụp đổ. Nhưng Hạ Lữ lại lựa chọn cách hiểu biện của số ít. Đó chính là tự ngược. Bất quá với tính cách của cô thì tiêu hủy rồi nuốt vào bụng cũng là bình thường. Người giống như cô còn có chàng loạn thần. Chứng cuồng loạn của Hạ Lữ như một hồi niết bàn, lôi sự tự ti mà hai người họ không dám đối mặt ra hết. Phơi bày giữa ánh nắng cực kỳ chói chang, nhìn qua tàn nhẫn nhưng lại rất sảng khoái. Thế cho nên khi chàng nãn thần ngồi đối diện với Lăng Phi, mặt mày xinh đẹp đến từng centimet thì vẫn còn đang nghĩ đến lời nói của Hạ Lữ vào ngày hôm qua. Hoàn cảnh trong hội quán Tư gia không tệ. Người bạn trong giới này của Lăng Phi là một diễn viên điện ảnh và truyền hình rất có đức nghệ đức. Sau khi cùng vài vị đạo diễn hợp tác cũng trở nên nổi tiếng. Nhưng bất luận nhìn thế nào thì bộ dạng của Lăng Phi rất xứng với cái tên của cô. Chảnh chọe, vảnh váo, hoàn toàn đàn áp hết toàn bộ mọi người ngồi trong hội quán. Nếu chỉ là tình bạn thầm kín vậy, trái lại cũng không tệ. Chỉ tiếc bất luận là chàng loan thần hay là vị tổng biên tập đang vui buồn lẫn lộn kia, cộng thêm bạn thân trong giới này, ai cũng không đoán được Lăng Phi sẽ dẫn theo người đại diện đến hội quán gặp mặt. Người đại diện vừa nhìn danh thiếp của chàng nan thần liền tự nhiên sáng tỏ, cộng thêm hai người đi theo bên cạnh thì lại càng hiểu hơn. Nhưng thật ra cũng không công khai lật mặt ngày, chỉ là trong lời nói lộ vẻ phách lối, làm cho Lăng Phi cũng kiêu ngạo tự mãn. Nói chuyện cũng lần quên luôn cả trường mực. Bên kia, Lăng Phi vừa nói vừa khóa chân múa chặt chém không khí. Bên này, chàng nan thần nghe mà không để tâm vào, lời lải nhải bên tai không biết sao lại biến thành lời nói của Hạ Lữ vào hôm qua. Giám đốc chàng, bên tai có người gọi cô. Lúc này, chàng nan thần mới hoàn hồn, dường mắt liền bắt gặp vẻ mặt bất hứng của Lăng Phi ở đối diện. Giám đốc chàng à, chị có nghe tôi nói hay không vậy? Gương mặt xinh đẹp kia của cô có vẻ tức giận, ánh mắt lạnh lùng cũng thoáng không vui. Chàng nát thần giọt dẹp lại suy nghĩ, nhìn thẳng vào mắt cô. Đương nhiên, tôi hiểu được tình trạng khó xử của cô Lăng Phi, nhưng hôm nay tôi cố ý đích thân đến gặp cô cũng là muốn thúc đẩy chuyện này. Về phần hai hoạt động diễn ra cùng ngày 25, cô cứ yên tâm, tôi cam đoan sẽ không xung đột với nhau. Hoạt động của Mỹ Á tổ chức vào ban ngày, tiệc của tạp chí là vào buổi tối, cô đương nhiên sẽ an bài thỏa đáng.
nhưng trong lòng cổ cũng rõ, nếu đối phương chịu phối hợp thì xong chuyện rồi, lại càng không cần khiến Cao Dành mỗi ngày lẹo đéo theo sau người đại diện kia đau khổ cầu xin. Chàng thần định thần nhìn kỹ Lăng Phi, trong lòng bắt đầu nhủ thầm, cô nàng này đẹp đó, nhưng nhìn thế nào cũng giống như nhân tạo vậy, đẹp đến nỗi không chút tì vết, đến nỗi người khác phải kinh ngạc nhưng không kinh tâm, lại càng sẽ không làm người ta động lòng, hệt như một bức tranh không có cảm giác lập thể, thiếu chút sức sống. Nghĩ vậy, chàng mãn thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ than thầm, lại là một sản phẩm của phẫu thuật thẩm mỹ đầy ma. Quan trọng hơn là cô nàng này ngoại trừ vẻ kênh kiệu già thì chẳng có chủ kiến gì. Sau khi nghe chàng mãn thần nói vậy thì có hơi đăm chiều quay qua nhìn người đại diện bên cạnh. Giờ khắc này chàng mãn thần đã biết bản thân hoàn toàn tính sai. Đương nhiên, người biết bản thân tính sai không chỉ có chàng mãn thần, còn có vị tổng biên tập cùng người bạn kia. Sau khi thấy thế thì cùng với chàng mãn thần đưa mắt liếc nhìn nhau, ẩm thầm lắc đầu. Quả nhiên, người đại diện nọ đã thành công với tư cách là người phát ngôn cho Lăng Phi. Người đẹp hết thời này dường như sắp hết thời kỳ mãn kinh, hất hàm cười khẩy. Giám đốc Trang, cô tính toán sao vậy? Cô có biết Lăng Phi có chứng thổi một ngày phải tham gia bao nhiêu hoạt động không? Tất cả đều phải hẹn trước ít nhất là nửa năm. Tự nhiên cô từ đâu chen ngang vậy? Phải tính làm sao? Nói khó nghe, hôm nay cho dù các người qua mặt tôi gặp riêng Lăng Phi cũng vô ích thôi. Lịch trình của cô ấy đều do tôi sắp xếp. Ôn chuyện tôi không phản đối, nhưng ngụy trang ôn chuyện để làm chuyện khác thì tuyệt đối không thể được. Nói chuyện cực kỳ không nề nang, kể cả bạn của Lăng Phi cũng cảm thấy bị tổn thương, đương nhiên không nhịn được nhíu mày. Chị nói vậy là không đúng rồi. Chúng tôi đã nắm rõ lịch trình hoạt động vào ngày 25 của Lăng Phi mới dám nói vậy. Theo như chị nói, không lẽ chúng tôi đang làm lỡ dịp phát tài của Lăng Phi? Biết lịch trình cũng không được, hoạt động buổi tối của Lăng Phi rất quan trọng, không thể bị một sầu diễn thường nghiệp làm chậm trễ được. Người đại diện đáp lại một cách mỉa mai. Lăng Phi bên cạnh sợ mọi người cãi nhau nên vội vàng lên tiếng. Được rồi, không phải chỉ là một hoạt động thôi sao? Nói xong nhìn chàng Noãn Thần. Bên Mỹ Á chi bao nhiêu tiền? Chỉ nửa tiếng ngắn ngủi, chàng Noãn Thần đã chuyển từ chờ mong sang bất đắc dĩ, mà hiện tại thậm chí còn có phút phản cảm, nén giận báo ra một cái giá. Lăng Phi vừa nghe thì nhíu mày. Không được, ít nhất phải tăng thêm mới được. Không thể nào. Chàng Noãn Thần gọn gàng dứt khoát đáp, thái độ lạnh nhạt. Báo giá tôi nói chính là giá cao nhất có thể cho cô rồi, không thể chi thêm. Dự án Mỹ Á đưa ra chỉ có vậy, Lăng Phi nhân cơ hội nâng giá. Nếu chỉ theo con số mà cô ta đòi, chẳng những Mỹ Á phải đem bù tiền, ngay cả Đức Má cũng phải đắp thêm tiền vào. Ai nói cao kèm mặc cả chỉ có ở ngoài chợ. Hết tập 42. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp.